chào mừng 38 năm ngày giải phóng miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước, kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần phát triển phong trào xe đạp thể thao Việt Nam. Từ ngày 13 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 2013, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình lần thứ 25 năm 2013. Cuộc đua có tổng cộng 16 chặng thi đấu theo lộ trình xuyên Việt mang tên Non sông liền một dải, với tổng lộ trình dài gần 2.000 km qua những địa danh lịch sử của đất nước. Bạn có biết cúp truyền hình ra đời như thế nào? Ai là người sáng tác bài hát Những bánh xe quay nhanh? Tay đua nào mặc áo vàng đầu tiên của cúp truyền hình? Những dấu ấn không thể quên của 24 cuộc đua đã qua. Tất cả sẽ có trong các chương trình đặc biệt về cuộc đua. Trong thời gian diễn ra cuộc đua từ 13 tháng 4 đến 30 tháng 4, chúng tôi có nhiều chương trình hấp dẫn để phục vụ khán giả truyền hình, đặc biệt là các khán giả yêu thích xe đạp trên khắp cả nước, phát sóng trên các kênh HTV7, HTV9 và HTV Thể thao. Để biết tay đua nào đang mặc áo vàng, ai là người giành chiến thắng trong từng chặng đua, ai sẽ trở thành vua leo núi, hay tay đua nào sẽ được mệnh danh là ông hoàng tốc độ, hãy đến với các chương trình tường thuật cúp truyền hình và nhật ký đường đua được phát sóng vào lúc 13:30 và 20:25 hàng ngày trên HTV9 và HTV Thể thao. Ngoài những thông tin cập nhật mang đậm tính chuyên môn của cuộc đua, quý vị và các bạn còn có thể thưởng thức những câu chuyện bên lề, những hình ảnh thú vị, những kỷ niệm khó quên trên đường đua, những gương mặt nổi bật trong chương trình Đồng hành cùng cúp truyền hình phát sóng vào lúc 22:30 hàng ngày trên HTV7. Ngoài ra, còn có các chương trình truyền hình trực tiếp các vòng đua tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt và đặc biệt là chặng cuối từ Bảo Lộc về Thành phố Hồ Chí Minh, cùng lễ trao thưởng hoành tráng vào ngày 30 tháng 4 tại Công viên Thống Nhất. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.